Rồi, đây là con thứ 17 nha các bạn ơi. Con thứ 17 ra nha. À, mình xin chào tất cả các bạn nha. À, con heo của mình nó mới đẻ nãy giờ mình lo mình hàng á. À, mình không hay con heo nó đẻ luôn. Mình quay qua rồi mình mới thấy con heo này nó rớt ra luôn nè. Nãy giờ mình không thấy nó bể nước ối. Mà quay qua thì thấy nó đẻ rồi. Con heo này nó đau bụng hồi lúc 10 giờ sáng tới giờ rồi. Đây, nãy giờ mình lo mình hàng cái chỗ này nè. Con heo này nó làm sức cái máng. Đây là con heo thứ nhất nha. Heo của mình hiện tại là được 3 con rồi nha các bạn ơi. Heo này nó sanh rất là nhanh luôn. Và sanh ra con rất là to luôn. Nhưng mà heo này bụng rất là bự nha. Mình đoán là tầm 12-13 con á. Sinh nó đẻ con to nhưng mà mình cũng đoán là tầm 12-13 con. Đây các bạn xem heo 2 ngày với heo mới sanh nè. Đó, cái bầy heo mới sanh nó còn muốn bự hơn cái bầy heo 2 ngày nữa. Đây. Đây cái bầy heo này là 2 ngày. Bầy heo này là mới sanh nè. À, bụng nó còn rất là to luôn. Thì các bạn đón số lượng heo với mình nha. Bầy này được 25 ngày rồi. Đây nó mới vừa sanh ra con thứ tư nha các bạn ơi. Đây là con thứ tư nè. Heo này sanh rất là dễ luôn nha, rất là nhanh luôn. Đây mình để bên đây, mình sẽ chùi nó. Con heo này nó đau bụng lúc 11 giờ tới bây giờ, tới bây giờ 5 giờ mấy rồi nó mới sanh á. Mà lúc nó sanh rồi mình không hay nữa, mình lo mình hàng không à. Nó bể nước ối là nó sanh luôn chứ không phải như mấy con kia mà bể nước ối xong rồi phải một lúc nó mới sanh. À, con heo này đẻ ra con bự rồi nó sanh cũng rất là dễ luôn. Con heo này chắc đẻ nhanh, tối nay chắc được vô nhà ngủ rồi. Heo này là giống của đời hết nha, heo này là bốn máu của đời hết nha. Heo này là lứa 2 nha các bạn. Con heo nó rất là to luôn nè, các bạn nhìn nè. Con heo nó bự hơn tay của mình nữa. Chiều mình tính làm xong mình dọn chuồng, xong mình hàng, xong mình vô ăn cơm đó. Và mình ăn không kịp với nó nữa. Bây giờ là mình phải chạy vô ăn cơm nè. Ăn cơm xong rồi mình ra mình canh một con nữa, bắt đầu mình chạy vô mình tắm. Rồi ra luôn nha. Đây là con thứ 5 nha các bạn ơi. Đây là con thứ 7 nha các bạn ơi. Đây, cận cảnh đây con thứ 7 nè. Đó. Đây. Thì clip sau thì mình sẽ nói về vấn đề là khẩu phần ăn của nái mang thai và nái nuôi con nha. Các bạn nhớ đón xem clip của mình. Các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Heo mình hiện tại là được 7 con rồi nha các bạn ơi. Heo này sanh rất là nhanh luôn, 7 con nhưng mà bụng nó vẫn còn nhiều nha. Bụng nó mình thấy nó vẫn còn nhô cao lắm. Thì nó khoảng 12 đến 14 con đó. Nhưng mà nó sanh ra là heo rất là bự luôn. Con này đẻ rất là dễ luôn, nó đẻ rất là nhanh. Con này chắc mình đoán chắc nó đẻ tầm chừng 8 giờ 9 giờ là xong rồi. Rồi mình chăm sóc nó tới 10 giờ là chắc mình bỏ nó là mình đi vô ngủ được rồi. Con mẹ nó tự nuôi luôn. Heo rất là đẹp luôn, heo trắng tinh luôn. Con này là con thứ 9 nha các bạn ơi. Nó mới sanh luôn, mình quay không kịp luôn. Đẻ nãy giờ mà trời chưa tối nữa là nó đẻ được 9 con rồi. Đẻ rất là nhanh luôn. Nãy giờ khoảng chừng 1 tiếng mấy hả?
gần 2 tiếng. Để lúc 4 giờ mấy hay gì đó. Giờ mới 5 giờ mấy, gần 6 giờ. Đây mình quay các bạn xem nha. 1 2 3 4 5 6 bên đây là 7 con nha. Đây 7 con nha. 7 con này 7 con sinh đầu tiên nha. Còn bên đây hai con là mới sinh nè. Đó. Tổng cộng là bây giờ là nó 9 con nha. Bây giờ là 5 giờ 52 nha. Trời còn sáng. Đây phía ngoài nè. Trời còn sáng trưng luôn. Đây các bạn xem nè, nó đẻ rất là nhanh luôn, hai con nó đẻ ra một lượt luôn nè. Con này mình mới vừa bắt ra, mình chưa kịp chùi xong nữa thì nó đẻ ra được con này nữa rồi. Heo mình hiện tại là 13 con nha. Bên đây là trong lồng này là trong sọt này là 7 con nha. Đây. Đây 1 2 3 nè, 4 5 6 7 con. Đây trong sọt là 7 con. Hai con này là 9 con nha. 9 con, trong đây 4 con nữa là heo mình là 13 con rồi nha. 13 con mà nó chưa ra nhau nha các bạn ơi. Là có thể là nó 15 16 con là bình thường nha. Nó chưa ra tí nhau nữa trơn nha. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình để xem nó được bao nhiêu con nha. Đây là con thứ 14 nha các bạn ơi. Heo rất là to luôn. Rồi heo mình đang chuẩn bị gặn cái con thứ 15 nha các bạn ơi. Đây là con thứ 15 nha. Để mình chùi nó xong thì mình quay cho các bạn xem nha. Đây là con thứ 15 mà chưa ra nhau nữa nha. Có thể là nó còn 2-3 con nữa đó. Thường thường mà heo mà đẻ như vậy á, chưa ra nhau là nó còn dao động là từ 2-3 con nha. Mà heo mà đẻ gần hết nha. Chứ mà heo mới đẻ thì mình không nói. Heo mà lúc mà đẻ gần hết là mình đón nó gần hết rồi đó. Mà nó chưa ra nhau nữa thì mình đón nó còn 2-3 con nữa nha. Khi nào nó ra nhau á thì ví dụ như nó ra một lần, ví dụ như ra ba lần nhau là nó hết đi, thì nó ra khoảng 2 lần là mình đón có thể là nó hết thằng một con một con. Nhưng mà bây giờ đó, nó đã được 15 con rồi nhưng mà nó chưa có ra chùm nhau nữa hết á, thì mình đón là dao động là còn 1-3 con nữa nha. Khả năng là còn 2-3 con nữa thì có cao hơn nha. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Heo mình tổng cộng là bây giờ là được 15 con nha. Đây trong lồng này là 8 con nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây các bạn đếm kỹ nha. 8 con. Rồi bên đây 7 con nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Tổng cộng 2 sọt của mình là nó được 15 con rồi nha. Nhưng mà heo nó chưa ra nhau nha. Khả năng còn 2-3 con là rất cao nha. Một con thì không có đâu. Mình đoán là khả năng còn 2-3 con là rất cao đó. Tại vì nó chưa ra chùm nhau nào hết trơn đó. Nhưng mà bụng của nó nè, các bạn để ý nè, bụng của nó ngay chân chỗ này nè, nó còn nhô cao, nó chưa có xẹp xuống nha. Đây mình quay ngang sơ cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy nó còn nhô cao không, nó chưa có xẹp xuống nha. Rồi đây là con thứ 17 nha các bạn ơi. Con thứ 17 ra nha. Đây là con thứ 17 nha. Hiện tại là heo của mình được 17 con nha các bạn ơi. Nó sanh xong rồi nha. Mà nó chưa ra nhau nữa. Mình có đưa tay vô mình kiểm tra rồi thì mình không thấy nữa nha. Thì mình đoán là nó sanh xong rồi nha. Bây giờ mình thả 9 con đầu tiên cho nó bú trước. Rồi mình chia 2 tớp. Heo này là 14 vú nha. Rồi bây giờ nó đã bú xong rồi thì mình bắt cái tớp này vô. Mình sẽ bỏ 8 con trong này ra nha. Để cho nó bú. Rồi 8 con này bú xong thì mình sẽ thả 9 con với 8 con này chung luôn nha. Để cho nó bú nha. Rồi con heo bên đây á, thì nó chỉ có 8 con thôi. Nhưng mà mình kiểm tra là sữa nó rất nhiều luôn. Thì heo bên đây nó bú hết ngày mai nữa thì mình sẽ bỏ qua đây vài con để cho con này nó nuôi tiếp nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt 9 con này vô. Mấy con này nó bú no rồi. Heo của mình kiểm tra thì mình thấy là nó ít sữa quá. Đây vô lòng ngủ đi cho mấy đứa xanh sao nó vô, nó ra đây nó bú nha. Rồi 9 con mình bắt vô sọt xanh nha. Bây giờ sọt xanh mình sẽ dời qua bên sọt đỏ đó. Sọt đỏ mình sẽ bây giờ qua đây đặng cho heo mới xanh sao nó bú nha.
Rồi mình thả 8 con dừa xanh sao để ra cho nó bú nha. Nãy giờ nó lo nó ngủ không à. Bên đây là 8 con nha. Bên đây là 9 con nó vừa mới bú xong nè. Thì giờ mình cho mấy con bên đây ngủ đi. Mấy con bên đây tí nó bú xong thì mình thả 9 con ra chung luôn. Rồi mình sẽ quay tổng thể lại cho các bạn xem một lần nữa nha. Các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình thả nó ra cho nó bú chung luôn các bạn ơi. Bây giờ là mình thả lan luôn nha, mình không chia hai tớp nữa nha. Bây giờ các bạn đếm heo với mình nha, cho phải 17 con hơn nha. 3 con, 4 con, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ngoài này con là 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay 17 con nha. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.